Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vào lời của mình. Ngay luôn. Thật luôn. Thế bây giờ bạn làm gì đầu tiên? Ăn sáng. Bạn muốn ăn gì? Ăn cơm gia truyền. Con muốn bé chan ạ. Thế buổi sáng những con đã đánh răng chưa? Chưa. Thế tại sao chưa đánh răng mà đã bị chanh rồi? Học bài. Thôi, xin lỗi con. Ôi mẹ ơi là ôi mẹ ơi. Mắt khó chịu quá. Đây mình xin các bạn. Con đang vẽ ai vậy? Con vẽ mẹ. Vẽ mẹ. Tại sao mẹ tóc mẹ có mỗi một tròn như vậy như này? Mẹ để đi giày mỗi chiếc một màu thôi. Cắt đi tay. À, còn đi cả giày cao gót. Tóc mẹ chứ, sao trông em tóc một người thế. À không ai bù tóc khi đi ngủ. Bang. À ok ok mẹ cầm nha. Ai dài dài. Đến giờ ăn sáng rồi. Con vẽ mấy con mèo này rồi? Đâu con vẽ hai con mèo thôi. Con thích mèo mà mẹ. Ai mẹ không thích mèo? Thì sao mẹ hỏi con? Màu sao là cây thì con thấy đẹp quá. Thế nên là con muốn vẽ trang là cây luôn. Chậm chậm thôi, đợi bố mẹ ra sáng cùng.
Anh nhanh thế. Con béo kia. Mình nói rồi là con béo nha. Con bị làm sao cơ? Con vừa bảo con bị làm sao? Cho má. Cho má. Có chảy máu không? À, chết, hơi chảy máu rồi. Phải đi bác sĩ thôi. Anh nghĩ chắc thành phần của thuốc ấy. Mặc dù đều là nước muối cho mắt nhưng mà cái thành phần của cái lọ mà hay nhỏ nó khác. Cho vẫn hơi sưng sưng, hơi tấy tấy lên. Mắt như ai khóc, à như vừa khóc xong. Sao con thích ăn cơm rang? Cơm rang trứng. Ừ, lại sao con thích ăn cơm rang trứng? Trứng thì con thích trứng với cơm rang. Trả lời. Ăn bánh mì rũ không? Không ạ. Con để vào bồn đi. Con nếm trước ạ. Con nếm trước khi đưa mẹ ấy hả? Đáng yêu đấy. Con nếm trước ấy, là con xem là vừa đã lạnh hay là đã ấm chưa ấy. Đấy. Nó phải nếm trước rồi nó mới đưa em. Hôm trước bố mẹ đi công tác, Cam có nhớ bố mẹ không? Có. Đâu, bố thấy Cam có nhớ đâu, Cam vẫn vui vẻ, cười tươi. À. Nhớ như thế nào ta? Nhớ. Tại sao bác lại nhớ tôi? Nhớ quá thế nào không dừng nổi. Con ở nhà có chuyện gì vui không? Cứ bình thường. Cứ bình thường à? Với cả tháng này là được học sinh của tháng đúng không? Đúng ạ. Trời ơi. Màu sắc con thích nhất là màu gì? Màu hồng với màu xanh này. Xanh nào? Xanh đấy là xanh gì? Xanh nước biển. Đúng rồi. Con thích vẽ hơn hay là thích hát hơn? Con thích vẽ hơn. Tại sao con thích vẽ? Vì là con thích vẽ thôi. Ở lớp các bạn có yêu con không? Trời ơi, yêu cái gì? Chơi với con. À, các bạn chơi với con. Thế ở lớp bạn nào chơi thân với con nhất? Bạn Kim. Bạn gì cơ? Bạn Kim. À, bạn Kim à. Tại sao bạn Kim lại thân với Cam? Bạn Kim là con trai à? Trời ơi, Kim đi về với con đấy. Kim đi về với con. Mà hôm nào nhỉ? Cái buổi đón con mà xong hai bọn con đi ra cùng với nhau á. À, bạn Kim là con gái đúng không? Người răng trên thì sắp rụng rồi đúng không? À, lung lay á. Cái đàn thổ lửa, con lửa đứt cơm, mai lên hồ hỉ, ta sẽ đi kìm. Ua 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 hù hò. Bây giờ con bỏ hết hết đồ chơi của con từ trên tủ kia xuống dưới đất đi. Đó, mình sẽ để lọc lại từ trên kia xong rồi mình sẽ xếp lại. Dần xong, con cho hết xuống đất đi. Tất cả đồ sẵn ở đây à? Đúng rồi, con cho biết. Con nhanh lên luôn. Bê hết xong rồi để xuống dưới đất đi. Bê xuống đất. Để xuống dưới đất. Xong rồi nhau lên cả luôn. Ừ, tiếp bê lên ông bà. Ừ. Nhưng bê kiểu gì? Con phải bê giúp bố chứ, chứ bê kiểu gì? Chúng mình bê vào thang hàng xong rồi kiểu mình lấy xe ở dưới nhà ấy, mình bê. Đây này, cái bơm này. Đó. Cho cái nắp lên.
Không, cái đấy chưa đi. Mình dọn đồ chơi con đã chứ. Kiếp, tại sao có cả giấy xì mũi ở đây? Con xếp đồ dưới này đi, này không phải bố mẹ làm cho nó bắt đầu không làm nhá. Lấy đồ dưới này đi. Vứt bọn này đi nhá. Vứt bọn này đi nhá. Vứt nhá. Thế sao? Không dạ. Ok. Nhà đây tranh, chả biết lớn lên có làm họa sĩ không? Có chứ. Ôi, có chứ chứ. Trời ơi. Chuỗi hạt. Go go go. Go 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 go. Bố ơi, bố làm cái xúc xích cho con. Đây, bố bơm cái xúc xích ra, con cầm con chó này nhá. Con chó. 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 Xì. Thế kê bàn học ở đâu? Phòng rộng hơn hẳn luôn này. Phòng rộng hơn cả ngày xưa. Em bé đau mắt. Em bé. Mời cam ăn cơm, mời mẹ ăn cơm. Ê, bố ăn cơm, mời mẹ ăn cơm. Mẹ mời cả nhà ăn cơm nhá. Con thấy ai ngược đời cho con không? Ừ. Sáng thì đi ăn cơm, trưa thì đi ăn mì. Bình thường người ta ăn sáng người ta ăn mì chứ. Ừ. Không đâu. Con là cái con chim vì con ăn sao? À quên, run. Con run. Mai con đi tham quan đúng không? Tham quan trường mới. Không, tham quan trường nhưng mới. Mà con chưa ghi tên. Chưa gì? Con... chưa ghi tên. À, chưa ghi tên lắm. Mà tối bố ghi bực ký cho. Trời ơi. Đến lớp 1 là Cam sẽ được ra nhà ăn rồi. Cam thích ăn món gì Cam sẽ tự chọn. Nhóm mà như thế chắc toàn ăn trứng mất. Thế như thế thì còn ăn trứng mất. Ok. 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 Ngạt quá. Cam điên. Cam điên. Ok, con vào từ một mình. Một ngày của bác. Một ngày của bác ngủ trưa mất gần một ngày rồi. Hả? Hả? Vậy kìa, mắt vẫn đau hả con? Chán thế. Sao? Gọi gì tôi? 4 năm cùng. 4 năm cùng á? Được. Không ngủ nữa nhưng mà 4 năm cùng. Tôi sẽ nằm cùng nhà ngươi. Chưa chân. Ơ, quên, nằm bên chân cái gì? Chun chun. Chun chun đâu bố? Nè. Ôi, đông quá. Không ngủ nữa, không ngủ nữa. Không ngủ nữa, bình. Em hỏi mẹ túi Dior gì vì cho mẹ để trong bài mang tiền về cho mẹ, các muốn mua cho mẹ. Muốn mang cho mẹ túi Dior, mua cho mẹ cái túi Dior. Trông là mặt. Mặt xinh nhé. Cái mặt mẹ cũng kinh quá. Ngủ dậy là phải ăn nhẹ. Hôm thì uống sữa, hôm thì sẽ ăn hoa quả. Hôm thì ăn bánh. Còn hôm nay ăn chuối. Cái mặt này này, 6 tuổi rồi đấy, lớn. Nhưng càng ngày càng xấu đi phải. Càng ngày càng xấu đúng không? Càng ngày càng xinh đúng không? Thế bây giờ con đi đâu? Đi chơi xích đu. Đi chơi xích đu nhá, nhưng bố sợ trời mưa đấy. Nhưng đi, con dẫn bố ra chỗ xích đu đi. Bé Bà Bích á? Nhảy trên vũng bùn á? Nhảy đi em ạ. Trời. Nhảy đi. Ướt hết cả lớp rồi. Không ướt thì thôi, bố cho con nhảy mà. Ướt mất rồi, hồi ướt lắm Cam ạ. Vừa mưa xong. Vậy. Cầm một khẩu trang hình gì? Có một khẩu trang hình gì? Ở đây. Cái này có một cầu vồng ấy hả? Để lấy cái này cầu vồng nhá. Ok. Con mang ra tính tiền đi.
thân. Wow, mát quá. Thật mà. Đó. 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 Wow. Đúng là hình cầu vồng thật. Ui trời ơi. Con đeo đi mà. Con có màu xanh. Màu xanh và màu hồng. Đúng rồi, cái màu hồng con thích. Đúng cái màu hồng con thích à? Như cái con lên này á bố. Đúng rồi, màu hồng phải lên trên. Đeo thử em ạ. Wow, cái này thì đeo thoải mái đúng không? Trời ơi, xinh đó. Khi anh bảo chị xem vào đây có cho anh bảo chị xem một cái được không? Được chứ, mình chia sẻ cho anh chị nữa, cho anh chị chơi cùng. Anh chị đeo cùng. Trời ơi. Hồ cha là đồ chứ. Trò chết. Đào chết. Đẩy mạnh cho tôi. Cắt góc ở đuôi mắt này nhá. Trời ơi. Bố hớt để cho nó thoáng cái tầm nhìn của mặt trang ra một tí. Đưa bố ấy kéo đi. Vì vì bố để ngay trên trên này này. Của trang mắt sáng lên rồi. Chun Chun ơi. Rồi cho em nhìn thấy rồi. Cho nhìn lên nào, cho nhìn lên 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 lên. Rồi, rõ rồi. Rồi, lên lên xem. Nhìn. Rồi, ok. Rồi, có thể. Giờ đi tắm thôi. Đi tắm thôi. Thì hôm nay Cam quay một ngày Cam thấy như này. Cam vẫn ngại đúng không? Nè, Cam vẫn ngại khi không có bố mẹ. Khi không có bố mẹ là Cam vẫn ngại hay là khi có bố mẹ? Khi có bố mẹ thì con không ngại, nhưng khi không có bố mẹ thì không con làm. Con có thể làm nhiều mấy cái điều con muốn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vẫn còn điều nữa vẫn chưa làm được mẹ. Điều gì? Là điều đi mua đồ. Đi mua đồ ăn á? Dạ. Đi mua đồ để nấu ăn á? Dạ. À, thế lúc đấy mẹ tưởng Cam với bảo bố đi xuống những ưu tiên. Có. Cam ngửi đầu đi. Ở xuống này mà Cam chơi với tôi mà. À đúng rồi. Để Cam mà muốn học nấu ăn hay là rửa bát hay là gì không? Không, không muốn rửa bát. Thì học rửa bát trước, rồi học nấu ăn thì học sau nhé. Bài đấy là gì? Tên là gì? Cam nhớ chưa? Nhớ tiếng Hà Hạt Ấu. Lẹ lời chặt ý. Đúng không? Lời mẹ ru trong. Chứ thành cứu. Chỉnh. Bệnh. Hết giờ rồi. Ăn cơm thôi. Rồi nhẹ nhàng hỏng đi rồi. Thế hôm nay quay một ngày của con có thích không? Có. Thế còn lần sau có muốn quay một ngày của mình nữa không? Có. Có gì? Có em. Chưa nghe rõ. Có. Rồi nha, lần sau lại quay một ngày của Cam tiếp nha. Ok, thì Cam bye các bạn đi, để lần sau mình gặp nhau tiếp. Bye bye các bạn. Hẹn gặp nhau ở cuối tuần. Gặp nhau ở cuối tuần, bye bye, bye, bye.